Xin chào mừng quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của âm thanh Đức Hạnh. Vâng, đây là một kênh chuyên cung cấp và bán những sản phẩm có chất lượng tốt để phục vụ theo nhu cầu đam mê của quý khách hàng trên 63 tỉnh thành có niềm đam mê âm nhạc. Vâng, hôm nay trong clip thông báo hàng về của ngày 9 tháng 10 năm 2020, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh rất vinh dự được thông báo gửi tới quý khách hàng những sản phẩm về trong ngày hôm nay. Vâng, ngày hôm nay thì cửa hàng có cập nhật duy nhất được hai cặp loa đến từ đất nước Mỹ, và có những cặp loa thì bên cửa hàng vẫn còn hàng. Và ngày hôm nay thì cửa hàng tiếp tục cập nhật một cặp loa siêu phẩm của hãng Tannoy đến từ đất nước Anh Quốc. Và cửa hàng cũng chưa có thời gian bóc những sản phẩm ra để trưng bày trước mắt quý vị và các bạn, thì vẫn còn nguyên thùng hộp và cắt tông phía ngoài để bảo vệ một chiếc thùng có vẻ đẹp như những cặp loa Tannoy mà cửa hàng vẫn thông báo hàng về, thì nguyên đai kiện như vậy. Bên trong còn lớp nylon và bên ngoài là một lớp bìa cắt tông. Cửa hàng cũng vẫn để nguyên để thông báo gửi tới quý khách hàng ngày hôm nay là có một cặp loa Tannoy Thunberry GR hàng mới tinh chưa qua sử dụng. Vâng, hôm trước thì cửa hàng về được một cặp đã được bác khách hàng đến từ Hải Dương, anh cũng đã lựa chọn cả bộ sản phẩm rồi. Giá của anh lựa chọn cả bộ là trên 200 triệu. Vâng, sản phẩm về trong ngày hôm nay cửa hàng cũng sẽ gửi tới quý khách hàng trong clip này. Quý vị và các bạn theo dõi mỗi clip bên cửa hàng cung cấp những sản phẩm về trong ngày và những sản phẩm được những vị khách hàng chốt đơn. Quý vị và các bạn có thể vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và truyền tải kênh của âm thanh Đức Hạnh đến anh em bạn bè cùng chơi audio được biết. Vâng, cặp loa Tannoy Thunberry GR thì còn nguyên cả lớp nylon phía ngoài. Cửa hàng thì rất là muộn, ngày hôm nay thì cũng rất là bận nên là cửa hàng cũng chưa khui thùng được sản phẩm. Đây, gửi Đức Hạnh Hải Dương. Vâng, cặp này thì cửa hàng cũng đã chốt rất là lâu và ngày hôm nay thì mới cập bến với cửa hàng được một cặp loa Thunberry GR. Vâng, thời gian tại thời điểm này cũng đã 11 giờ rồi. Cửa hàng cũng sẽ quay nhanh để quý vị và các bạn có thể biết những sản phẩm về trong ngày. Vâng, đây là một cặp loa Tannoy Thunberry GR nhé. Vâng, cửa hàng thì không tiện bóc ra nhưng đây cũng bóc để cho quý vị và các bạn biết cặp loa Tannoy Thunberry GR. Tại thời điểm này thì có giá dưới 119 triệu, trên 115 triệu một chút xíu và dưới 119 triệu. Vậy những vị khách hàng nào quan tâm, yêu thích những sản phẩm này thì hãy liên hệ trực tiếp hoặc nhắn tin với cô chủ shop theo số máy có số đuôi ở phía sau là 148 0989 723 148 nhé. Vâng, sản phẩm thì nguyên đai kiện, chưa cui và chưa qua sử dụng. Tiếp theo đến những sản phẩm về trong ngày hôm nay, cửa hàng vẫn muốn gửi tới quý khách hàng những sản phẩm là hàng e-bay cập bến với cửa hàng, như chiếc đầu băng cối Akai 635D lút đỏ còn nguyên thùng. Và rất vui mừng, sản phẩm vừa cập bến với cửa hàng trong buổi chiều tối của ngày hôm nay, và ngày hôm nay thì cửa hàng cũng đã xuất đi được một chiếc 635D nút đỏ nguyên thùng cho vị khách hàng trong buổi chiều ngày hôm nay mua 7 sản phẩm. Lát cửa hàng sẽ quay đến chiếc 635D. Vâng, ngày hôm qua thì cửa hàng có về được đến số 3 của chiếc máy hút ẩm rồi. Và ngày hôm nay thì tiếp tục cập nhật được chiếc số 4, số 5, số 6, số 7 và số 8. Vậy ngày hôm nay cửa hàng có về được 5 chiếc máy hút ẩm, trong đó thì có 3 chiếc máy mới tinh, số 6, số 7, số 8. Là 3 chiếc máy mới có dung tích hút là 18 lít và được sản xuất năm 2020. Còn những chiếc như số 4, số 5 cũng là những sản phẩm có dung tích hút là 18 lít, được sử dụng điện 100V. Vâng, tất cả những chiếc máy hút ẩm ngày hôm nay là được sử dụng điện 100V và đều có dung tích hút là 18 lít, có ion diệt khuẩn nhé. Số 4 và số 5
đều có dung tích hút là 18 lít trên một ngày và đều có độ đẹp như nhau. Đây là những sản phẩm đã qua sử dụng và đã được người dân bên Nhật sử dụng rồi. Và ngày hôm nay cập bến với cửa hàng thì có 2 chiếc số 4, số 5 đã qua sử dụng. 6, 7, 8 là 3 chiếc vẫn còn hàng mới tinh, chưa cắt đai. Vâng, quý vị và các bạn mua những sản phẩm này thì cửa hàng sẽ dịch sang tiếng Việt, có bản dịch sang tiếng Việt để quý vị và các bạn có thể sử dụng dễ dàng hơn. Sấy quần áo hoặc là hút ẩm, máy sẽ đầy nước, sẽ tự ngắt và đủ nhiệt độ. Khi hút ẩm trong phòng cảm thấy độ ẩm lên khô rồi thì máy sẽ tự không hoạt động nữa, sẽ dừng. Vâng, và trong ngày hôm qua thì có một chiếc số 3 và số 2. Và những chiếc quạt bên cửa hàng thì những sản phẩm này cũng đã được khách hàng chốt đơn rồi. Vâng, những chiếc máy mới thì tại thời điểm này đang có giá là trên 10 triệu. Và chiếc số 4, số 5 là những chiếc máy cũ đã qua sử dụng thì giá rẻ hơn một nửa tiền. Rẻ hơn một nửa tiền nhé. Vâng, sản phẩm ngày hôm nay cửa hàng muốn gửi tới quý khách hàng những sản phẩm về từ đường eBay. Sản phẩm có về được một chiếc đầu băng, cửa hàng có về được một chiếc đầu băng cối Akai GX635D lút đỏ còn nguyên thùng hộp, cắp tono đi kèm của sản phẩm vẫn còn. Và sản phẩm về trong ngày hôm nay duy nhất có một chiếc 635D, và tại thời điểm này thì cửa hàng đang có 4 chiếc 635D, cả chiếc ngày hôm nay là 4 chiếc. Và 747 bên cửa hàng vẫn còn, 636, 646 cửa hàng vẫn có đầy đủ nhé, 747 trơn, 625. Vâng, cửa hàng thì cũng đã vừa khui thùng và bóc tách ra đây để trưng bày trước mắt quý vị và các bạn gửi tới quý khách hàng. Cửa hàng không cần phải bóc sản phẩm ra nữa. Giá trị của những chiếc đầu băng cối mà còn nguyên thùng, đây là những sản phẩm hàng siêu tầm. Giá trị của sản phẩm thì cũng cực kỳ là đắt luôn, giá rất là cao. Nguyên cắp tono. Sáu ba năm D lút đỏ, đẹp không tì vết, đẹp không hạt cát trên mặt luôn. Vâng, chỉ cần thông báo cho quý vị và các bạn biết sản phẩm có độ đẹp cực kỳ là mới là quý khách hàng đã biết bên cửa hàng luôn cung cấp những chiếc đầu băng cối Akai từ các model nhỏ nhất đến cao nhất, cửa hàng cũng đã có rồi nhé. Cao nhất là 635D, xin lỗi, cao nhất là Pro 400D và Pro 1000 thì cửa hàng cũng đã có rồi. 635D lút đỏ này. Vâng, vị khách hàng nào mà có nhu cầu sở hữu sản phẩm này hoặc mua những sản phẩm này đi tặng những người anh em của mình thì có thể sử dụng. Đây là một món quà rất là giá trị và đặc biệt luôn. 635D lút đỏ, quý vị và các bạn có thể nhìn thấy độ mới, bóng sáng của sản phẩm qua tất cả những lúm lút và mặt của sản phẩm này. Không hề có một hạt cát nhỏ luôn. Sản phẩm cực kỳ là đẹp. Giá thì dưới 55 triệu. Những chiếc đầu băng cối Akai không thùng. Tại thời điểm này, bên cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh đang có 3 chiếc. Và giá của sản phẩm thì những chiếc 635D không thùng, giá 38 triệu 500. Còn những chiếc có thùng xốp là những sản phẩm siêu tầm và cũng là những món quà quý giá của những chiếc đầu băng cối Akai mà chủ nhân của sản phẩm trước sử dụng, hoặc có thể là những sản phẩm bị bỏ quên ở kho thì những sản phẩm này có giá trị rất là cao, giá dưới 55. Tiếp theo thì ngày hôm nay cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh có cập nhật được 2 cặp loa Bose 301 Series 3 có gam màu vàng, có thùng màu vàng. 301 Series 3 cửa hàng về được 2 cặp. Cặp phía bên tay phải và phía bên tay trái của cửa hàng đang quay đây. Và bên cửa hàng thì có 2 cặp loa 301 Series 2.
Và 301 Series 3 có gam màu đen, giá thì 12.800.000. Và còn 2 cặp loa về trong ngày hôm nay, cũng là hàng Airbag đẹp xuất sắc. Cặp loa ba lẻ một Series 3 có gam màu vàng, thùng vàng. Quý vị và các bạn có thể nhìn thấy phiến bát chép của sản phẩm quá là ok. Cửa hàng chưa có thời gian vệ sinh mà sản phẩm đã đẹp và mới như vậy rồi. Tất cả thì còn nguyên bụi này. Thùng vách thì quá ok luôn. Hai cặp đẹp như nhau. Giá tại thời điểm này 15.800.000. Giá đã bao ship nhá. 15.800.000. Thùng vách của sản phẩm không có hề bị sứt mẻ này. Rất là đẹp. Đẹp mê ly luôn. Vâng, chiếc phía bên dưới thì cửa hàng chưa bóc túi ni lông, nhưng sản phẩm thì cực kỳ là đẹp rồi. Giá 15.800.000 đồng. 15.800.000 đồng. Giá chuẩn. Tiếp theo đây là cặp bên cạnh. Là ngày hôm nay cửa hàng có về được 2 cặp, càng vẫn còn rất là bụi. Hàng xịn, quý vị và các bạn nhìn qua e căng thôi cũng đã biết sản phẩm là quá là VIP và chất rồi. Đây là cặp thứ hai mà ngày hôm nay cửa hàng muốn gửi tới quý khách hàng. Một cặp loa Bose 301 Series 3 có gam màu vàng, thùng vàng. Phiến bát rất là đẹp luôn. Thùng vách của sản phẩm này. Giá 15.800.000 nhé. Và bên cửa hàng thì vẫn có cặp loa JBL 65 Dubai mới về, giá trên 70, dưới 75. Vâng, để kế tiếp với những chiếc đĩa than mà hôm trước cửa hàng Âm Thanh Hạnh đã được vị khách hàng đến từ Thanh Hóa, anh Hưng đã lựa chọn, thì ngày hôm nay cửa hàng tiếp tục về kèm theo những cuốn mà khách hàng đã lựa chọn để quý khách hàng có thể chơi audio mà không bị thiếu những sản phẩm như bên cửa hàng cung cấp. Vâng, bên cửa hàng thì còn rất nhiều những chiếc đĩa than. Chiếc này thì chiếc đĩa Thanh Hà, tình vẫn còn xanh. Vâng, chương trình của sản phẩm thì đây, giá 950.000. Cuốn thứ hai là cuốn Thanh Tuyền Chiều Mưa Biên Giới, giá 1.200.000. Vâng, đây chương trình của sản phẩm. Tiếp theo là một chiếc đĩa Khánh Ni Trịnh Công Sơn, giá 1.300.000. Còn tuổi Lào cho em. Chiếc Khánh Ni chữ ký này. Giá 1.300.000 nhé. Chế Linh Giọt Lệ Sầu, giá 1.200.000. Cũng như cuốn của anh Hưng, chiếc đĩa của anh Hưng lựa chọn. Và tiếp theo là Lệ Quyên Tình Khúc, Khúc Tình Xưa 1, 900.000. Vâng, vậy ngày hôm nay cửa hàng có những chiếc đĩa than về như vậy. Cửa hàng cũng thông báo luôn để quý khách hàng dễ dàng lựa chọn các thiết bị bên cửa hàng cung cấp hơn. Vâng, và tiếp theo sản phẩm cuối cùng về trong ngày hôm nay là một chiếc đài radio nhỏ xinh. Quý vị và các bạn đang được nhìn thấy chiếc đài radio này thì rất nhỏ bé nhé. Vâng, còn nhỏ hơn chiếc điện thoại của cô chủ shop đang dùng. Còn nhỏ hơn chiếc điện thoại của cô chủ shop đang dùng nhé. Nhón chiếc iPhone 8.
Và đặc biệt hơn thì chiếc điện thoại này, xin lỗi, đặc biệt hơn thì chiếc đài Sony có gam màu đỏ về trong ngày hôm nay, có sóng FM và giá thì giá dưới 1 triệu. Rất đẹp, rất hay và sóng rất là khỏe, FM tới 108 nhé. Giá dưới 1 triệu. Rất hiếm có những chiếc đẹp mà nhỏ xinh như vậy. Hình như có bác khách hàng nào mà cũng vẫn thường xuyên theo dõi kênh của cửa hàng âm thanh Nữ Hạnh, bảo sản phẩm mà về có những chiếc đài nhỏ xinh thì cửa hàng sẽ báo cho khách. Nhưng cửa hàng thì thực sự một ngày không biết trả lời bao nhiêu tin nhắn của khách hàng, nên cửa hàng cũng không nhớ được là vị khách hàng nào dặn là sản phẩm nhá. Thì vậy khách hàng nào mà xem chương trình này, clip của ngày hôm nay mùng 8 tháng 10 năm 2020, thì quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với cửa hàng để đặt cho mình sản phẩm ngày mùng 9 tháng 10 nhé, xin lỗi. Duy nhất có một chiếc đài nhỏ xinh. Vâng, chiếc đài này thì đút túi hoặc để ở đầu giường, trước khi ngủ thì nghe những bản trên radio thì rất là ok. Vâng, và ngày hôm qua cửa hàng có thông báo hàng về. Duy nhất có một chiếc quạt cây mang mã số 287. Và điều đặc biệt nhất của chiếc quạt này là một chiếc quạt na đảo gió 4 chiều. Cửa hàng thì lại quên mất chi tiết là đảo gió 4 chiều. Với một chiếc quạt đảo gió 4 chiều thì đã rất là hiếm rồi. Và lựa chọn được chiếc đẹp như vậy thì càng hiếm hơn. Vậy cửa hàng thông báo lại với quý khách hàng có sải cánh 35. Có sải cánh 35 này. Và chiếc quạt này thì có chiều cao là 1m35, đảo gió 4 chiều nhé. Quý vị và các bạn có thể biết bên cửa hàng cũng vẫn cung cấp những chiếc quạt này thường xuyên và lựa chọn được những chiếc đẹp toàn thân gang sắt, thân đế gang sắt và bầu nhựa. Vâng, giá thì cũng khá là cao với sản phẩm đẹp như vậy. Vậy cửa hàng âm thanh Nữ Hạnh làm clip thông báo trên kênh của mình cho những vị khách hàng đang theo dõi kênh trên mọi miền được biết. Ngày hôm nay ngày mùng 9 tháng 10 năm 2020, cửa hàng âm thanh Nữ Hạnh thông báo hàng về có những sản phẩm như vậy, cửa hàng cũng đã gửi tới quý khách hàng rồi. Vậy mọi thông tin chi tiết mua sắm, quý vị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp với cửa hàng theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Nữ Hạnh tại cổng chợ số 3 Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Nữ Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong các video clip tiếp theo. Vâng, ngày mai cửa hàng có thời gian sẽ bóc cặp loa Tannoy Tunberry GR ra để phối ghép cùng với một bộ mắc intoc MA9000 cùng với một chiếc đầu CD MCD 350. Hàng mới tinh, tất cả là hàng mới tinh nhé. Vâng, âm thanh Nữ Hạnh xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong các video clip tiếp theo. Xin thân ái, chào tạm biệt.